Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phục Music. Chúng ta lại gặp nhau cùng đồng hành để vi vu trên những con đường quen thuộc của Sài Gòn trong buổi sáng mát mẻ, đến kho hàng công ty nhạc cụ Minh Phục Music. Hôm nay anh khách tại Bình Dương tìm ở rất nhiều cửa hàng mẫu đàn Yamaha UX và chốt ngay khi biết được Minh Phục đang có sự kiện giảm giá cực hấp dẫn dành cho tất cả model piano cơ đang kinh doanh tại công ty như Yamaha, Kawai, Dibason, Rudner. Nào chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Ngay phía bên trong kho hàng là 3 model thuộc dòng U-Series nhà Yamaha đã được chuẩn bị cho những chuyến đi trong tuần. Đầu tiên sẽ là cây Yamaha màu đen bóng sang trọng USD Bình Dương. Lát nữa đây vì đi sớm nên đàn đã được nhân viên bọc cẩn thận ni lông toàn thân. Anh em xem nè, ni lông rất căng và dày đúng không? Lớp ni lông này bảo vệ đàn tránh bụi bẩn, ảnh hưởng do thời tiết cũng như trầy xước. Trong khi vận chuyển, hãy ngắm nhìn vẻ hoàn hảo trong thiết kế của mẫu đàn cao cấp này với mình nhé. Thân piano phủ lớp sơn đen bóng, các chi tiết đặc trưng như logo, đường kẻ chỉ dọc thân, mã vàng sáng bóng, khóa đàn chắc chắn mà vàng tinh tế, chắn nắp đàn rơi làm hư phím, thân đàn với kiểu dáng upright đứng, thiết kế góc nghiêng làm điểm tựa cho nắp phím và tăng vẻ thẩm mỹ cho đàn, phím piano nhạy và độ hoàn thiện cao, khung đàn theo công nghệ độc quyền của Yamaha, bản cộng hưởng gỗ vân sam, hình chữ X của dòng model cao cấp đem lại chất âm vang, âm bass dày và trong, bộ ba pedal mạ vàng tăng vẻ đẹp của dòng piano cao cấp. Hãy cùng mình khám phá chi tiết bên trong nha. Dây đàn bằng thép ít carbon không gỉ lên đến 220 giây, bộ máy đàn với 4 khoang rộng tăng độ vang cho âm thanh, 88 búa đàn được làm bằng lông cừu với loại búa bằng gỗ nguyên chất, đầu búa bằng sợi tổng hợp. Đây chính là các phụ kiện và quà tặng hấp dẫn khi bạn mua piano UX tại Minh Phụng Music nhé. Khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ống sưởi, ghế piano Thunder cao cấp. Bên cạnh đó, bạn còn được bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Xe vận chuyển đã đến rồi. Bàn nâng hạ xuống và cửa thùng tải mở ra. Đội ngũ đang chuẩn bị dây ràng xe để sẵn sàng. 4 người hợp lực cùng nhau để chiếc piano leo dốc tiến ra xe tải. Cái Yamaha UX được canh chỉnh cẩn thận từ bàn nâng để vào trong thùng tải, phụ kiện và quà tặng được nhân viên Minh Phụng để vào trong xe. Vậy là buổi chuẩn bị piano Yamaha UX đến với khách hàng tại Bình Dương đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.